kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6, ngày 7 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Cấp bách phòng chống dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi tại Lâm Đồng. Nhập rau quả tăng gấp 4,5 lần xuất khẩu. Cổ tích từ một mái ấm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn kết đại đoàn kết. Thành công đại thành công. Giang dây non nước biên rộng. Mặt trận ta mãi sắc hoa tươi nhân đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ngành của tỉnh và đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh và các đại biểu đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính đến các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào, những người đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lâm Đồng nguyện hứa giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy trí tuệ, tiếp tục ra sức học tập rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước đưa quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển, sáng nay Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở ban ngành và các địa phương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh bạn và 311 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 7 nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã chào đón nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Trong khí thế mới, tinh thần mới, đại hội sẽ mở ra niềm tin, kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ thời gian tới đối với công tác mặt trận sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đại hội lần thứ 8 sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả, hạn chế của nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu chương trình hành động cụ thể để phát huy kinh nghiệm thực tiễn, để công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới thành công. Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần này tập trung nghiên cứu thảo luận về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiểm điểm, đánh giá thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 7-2014-2019, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 với phương châm hành động đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận, phát triển và phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Lâm Đồng toàn diện và phát triển. Đại hội chúng ta tập trung thực hiện nghĩa vụ hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới theo hướng mở và tăng cường tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thật sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững. Với niềm tin sâu sắc đó, xin thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024.
Theo báo cáo trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Lâm Đồng đã phát huy vai trò thực hiện có hiệu quả chương trình hành động do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 7 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình vì người nghèo, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy được sự sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay toàn tỉnh có 95% gia đình văn hóa, 93% khu dân cư văn hóa. Huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện Đức Trọng đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 năm qua, thông qua vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Quỹ An sinh xã hội trong tỉnh đã huy động được hơn 58 tỷ đồng, hỗ trợ khuyến học, xây dựng trên 2.700 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng. Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa huy động được trên 17 tỷ đồng, xây dựng trên 263 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đóng góp trên 15 tỷ đồng, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Tham gia đóng góp Quỹ Vì Trường Sa gần 17 tỷ đồng. Thông qua các cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tinh thần, trách nhiệm sẻ chia vì cộng đồng, dân tộc, trở thành nhận thức, nếp sống văn hóa, lan tỏa điều tốt, việc thiện trong mỗi người dân. Đến nay, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt gần 60 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%. Công tác động viên nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, được thực hiện sâu rộng hiệu quả. Đại hội đã nghe ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo 5 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở từng địa phương cơ sở, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội nghe các đại biểu tham luận những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và những hạn chế của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quá trình tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận, cũng như thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Trước tiên là mình phải tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể trong thôn để cùng nhau thống nhất hành động, và qua đó mình họp dân để đồng thuận nhân dân để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của mặt trận đã đưa ra. Là con chưa hiểu biết nhiều mà mình chịu khó khổ một chút, mà khi mình chịu khó chút một chút để cho bà con sau này để hiểu biết cho mình là gia đình mình là phải đi trước, đi hàng đầu, con cái phải học hành đầy đủ, thu nhập phải hàng cao. Các giáo xứ, các cộng đoàn, dòng tu cũng đều rất là tích cực đóng góp vào trong cái chương trình xây dựng xã hội này, và trong cái phương thức để mà làm đấy thì mỗi một giáo xứ hay mỗi dòng tu có những cái sáng kiến riêng để mà xây dựng trong cái phong trào xây dựng tỉnh mình. Phát biểu về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa khẳng định, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thực hiện chặt chẽ và đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Nổi bật là công tác chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, kịp thời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao kết quả hoạt động, những chuyển biến tích cực trong nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận, phát động, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đây chính là sức mạnh của công tác mặt trận,
xây dựng và nhân rộng các mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh, huy động tốt quỹ an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Toàn hệ thống và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của tỉnh cần nỗ lực vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện dân chủ, nhất là ở cơ sở. Tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Làm cơ sở vững chắc, tạo ra động lực mới và môi trường thuận lợi, đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà. Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua. Những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc, diện mạo đô thị và nông thôn đổi thay, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào. Tuy nhiên, với yêu cầu thực tiễn hiện nay, đòi hỏi chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc cần được tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò của mình để xây dựng Lâm Đồng phát triển. Để thực hiện tốt các yêu cầu đề ra, nhiệm vụ quan trọng là phải xây dựng tổ chức mặt trận và các tổ chức thành viên vững mạnh. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên từng bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng cao để làm nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, nhất là ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng đoàn, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên công tác ở các cơ quan mặt trận phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, là tấm gương sáng để cổ vũ phát huy sức mạnh đại đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân cùng đóng góp vào xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã thông qua nghị quyết và thống nhất mục tiêu chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 8, gồm 95 ủy viên, hiệp thương cử 7 đại biểu đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam toàn quốc lần thứ 9. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông tái đắc cử chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Đường Anh Ngữ và ông Trương Thành Được tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời, Đại hội thống nhất bầu ông Bon Ju Soan, Phó Ban Dân tộc tỉnh, bà Lê Thị Xuân Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa 8. Đại hội cũng thông qua danh sách các vị thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 25 tập thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 45 tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận thời gian qua. Nhìn lại dấu ấn một nhiệm kỳ với nhiều thuận lợi, khó khăn, đan xen, nhưng với quyết tâm cao của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên trong tỉnh, những thành tựu đạt được hôm nay đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển quê hương. Đây chính là tiền đề quan trọng để công tác mặt trận trong thời gian tới tiếp tục có nhiều sáng tạo, góp phần đưa quê hương Lâm Đồng vững bước trên con đường đổi mới. Xin quý vị cho một tràng pháo tay và chúc mừng các đơn vị. Đoàn kết lại đoàn kết, thành công đại thành công. Giàn dây non nước biên rộng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tổ chức meeting và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành và các đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tham dự. Trong 24
Tại lễ meeting, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông báo kết quả thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Nổi bật là những kết quả vận động nhân dân, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần đoàn kết đổi mới, các tiết mục văn nghệ chào mừng thành công đại hội, ngợi ca đảng, quê hương đất nước, ca ngợi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho không khí thêm sôi động, ấn tượng. Đây là hoạt động có ý nghĩa tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người làm công tác mặt trận có nhiều cống hiến, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Trong phần tiếp theo của chương trình, Lâm Đồng triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi. Chiều hôm qua, Thành ủy Đà Lạt trao giải hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, trưởng ban tổ chức hội thi, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đông đảo các thí sinh trên địa bàn thành phố đã tham dự. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi lần này, các đội đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nội dung, các tác phẩm đều thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cũng như tâm huyết trong việc học tập và làm theo lời Bác. Những câu chuyện kể một mặt sẽ chia giản dị về những điều tốt đẹp học được từ Bác trong cuộc sống, trong công việc, như vấn đề tiết kiệm nơi công sở, nói phải đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ. Kết quả, đơn vị đảng bộ trường phổ thông trung học Bùi Thị Xuân đạt giải nhất, Công an thành phố Đà Lạt giải nhì. Hai giải ba thuộc về trường phổ thông trung học Trần Phú và đảng bộ phường 2. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 4 giải khuyến khích và các giải phụ cho các đơn vị tham gia. Được biết, các đội đạt giải cao hội thi lần này sẽ tham gia hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh trong thời gian tới. Chiều nay 7 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S, lãnh đạo các sở ngành liên quan, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, Hội nông dân tỉnh. Tại các điểm cầu, các địa phương có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện thành, các phòng ban chuyên môn, đại diện các xã, thị trấn. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh chưa phát hiện có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.537 xã, 343 huyện của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là trên 2,2 triệu con. Các tỉnh giáp ranh với Lâm Đồng đã phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Riêng tỉnh Bình Thuận cũng đã phát sinh dịch vào ngày 6 tháng 6. Do vậy, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng là rất cao. Để phòng chống dịch có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh như thành lập đoàn kiểm tra, xác minh chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, kiểm tra công tác tiêm phòng và phòng chống dịch tại một số hộ chăn nuôi, chuẩn bị vaccine, hóa chất, vật tư phục vụ phòng chống dịch, đã phân bổ hơn 16.000 lít hóa chất, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc chống dịch và đợt 1, đợt 2, 2019. Đồng thời tăng cường kiểm dịch động vật xuất nhập tỉnh, công khai và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh lở mồm long móng, buộc tiêu hủy với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hội nghị đã nghe các ý kiến về các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương, đơn vị liên quan đến phương thức chăn nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn, tính chủ động trong công tác phòng chống dịch ngay tại cơ sở chăn nuôi, thành lập các tổ kiểm tra lưu động trên các tuyến đường giáp ranh với các tỉnh đang có dịch, tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc, sát trùng khu vực chăn nuôi, xung quanh khu vực chăn nuôi, khu giết mổ, tập trung gia súc gia cầm theo kế hoạch của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. cho rằng, trước thực tế dịch bùng phát ở các địa phương lân cận và toàn quốc, các ngành chính quyền địa phương cần quyết liệt vào cuộc chủ động dự báo tình hình và có giải pháp ngăn chặn dịch vào từng địa phương và của tỉnh. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền với 5 nội dung chính, huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch với phương châm, theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, phòng chống dịch như chống giặc, phòng là chính, cơ sở và người dân là chính. Về công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở 12 chốt phòng chống dịch ở các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. chỉ đạo.
Thời điểm hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chúng ta có 12 cái chốt ngăn tất cả vào cửa tỉnh Lâm Đồng, có 12 chốt. Do đó đề nghị tất cả các chốt này là coi như cái trấn ải biên cương để phòng chống dịch. Do đó thì đề nghị các đồng chí cần bố trí theo hướng này, đảm bảo về cái nhân lực, lực lượng chủ yếu các địa phương và đồng thời tăng cường lưu động tất cả lực lượng của cán bộ thú y của chi cục thú y. Phải đảm bảo tất cả là bố trí là đảm bảo nhân lực, trong đó là cán bộ thú y. Thứ hai là cảnh sát giao thông. Cái hai là đảm bảo toàn bộ phương tiện để kiểm tra, đảm bảo toàn bộ cái quy định để chúng ta kiểm soát xe. Và chúng ta cũng không chủ quan, đó là một bộ phận mà khi nay chúng ta tập trung xe lớn chúng ta quên xe nhỏ, đó là lực lượng xe máy chở thịt từ các địa phương khác đi vào lúc 2-3 giờ sáng. Cấm toàn bộ những xe chở phân heo và phân gà ở các địa phương khác vào tỉnh Đồng. Cái thứ ba nữa là cấm tất cả xe mà chở lợn giống, không chứng minh được nguồn gốc, không chứng minh được cơ sở an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, để phòng chống dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. yêu cầu ngành nông nghiệp, thú y và các địa phương tiếp tục chủ động tiêm phòng đồng loạt định kỳ tiêu độc khử trùng liên tục trong 3 tháng 7-8-9-2019. Phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thú y và các sở ngành liên quan để được hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, tăng cường lãnh đạo cơ sở và chủ động mọi tình huống giải quyết các kiến nghị ngay tại địa phương. Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013-2014-2019. Lãnh đạo các sở ngành, các địa phương, đại diện các đoàn thể, thành viên Tổ tư vấn pháp luật đã đến dự. Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Qua 5 năm triển khai trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác chỉ đạo điều hành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mặt công tác như tuyên truyền, phổ biến hiến pháp đã được triển khai đồng bộ đến nhân dân, đảng viên, cán bộ, viên chức công chức và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song song đó có hoạt động liên quan đến việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng quyền hạn của các cơ quan nhà nước theo quy định mới của hiến pháp cũng đã được thực thi và thực hiện đồng bộ, liên quan đến địa giới hành chính, phân loại đô thị, tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính cấp huyện, xã được thực hiện đảm bảo phù hợp với hiến pháp. Qua đó thúc đẩy quy mô và chất lượng của kinh tế Lâm Đồng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề báo cáo đã nêu, chia sẻ các biện pháp kết quả thực hiện thi hành hiến pháp tại các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời đánh giá việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ quyền hạn phù hợp với quy định mới của hiến pháp và việc triển khai các biện pháp đảm bảo thi hành hiến pháp trong 5 năm vừa qua. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới. Phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam từ đầu năm đến nay gặp khó do thị trường Trung Quốc tăng cường kiểm soát nhập khẩu. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ tuần này, kho bạc nhà nước huy động thành công gần 2.700 tỷ đồng. Theo đó, kho bạc nhà nước gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Cụ thể, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 942 tỷ đồng, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm huy động được 500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, kho bạc nhà nước đã huy động được 96.672,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong khi tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực xuất khẩu rau quả đang chậm lại, thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng trưởng ngày càng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả tăng gấp 4,5 lần xuất khẩu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Các năm trước, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của ngành rau quả luôn duy trì từ 30 đến 45%. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả đạt 878 triệu đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ của năm 2018. Cùng thời gian này năm 2018, mặt hàng rau quả nhập khẩu chỉ có 575 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ của năm 2017. Xét về tốc độ tăng trưởng nhập khẩu rau quả tăng nhanh gấp 4,5 lần xuất khẩu, còn nếu chỉ tính ở chiều nhập khẩu thì tốc độ tăng nhập năm nay cũng gấp 3 lần năm 2018. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam từ đầu năm đến nay gặp khó do thị trường Trung Quốc tăng cường kiểm soát nhập khẩu. Trung Quốc lại là thị trường nhập khẩu chính rau quả Việt Nam, chiếm gần 74% lượng rau quả xuất khẩu của Việt Nam.
liên quan đường dây sản xuất tiêu thụ và mua bán xăng giả của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng, Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định phương thức phối trộn xăng giả rất tinh vi và nhiều chủ cây xăng vì hám lợi nên vẫn nhập bán xăng giả. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết phương thức thủ đoạn của các đối tượng là hết sức tinh vi, liên tục thay đổi để tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, công an phát hiện các đối tượng làm xăng giả đã dùng dung môi là các sản phẩm trong quá trình chưng cất dầu mỏ với các chất kích ron, bột màu. Cụ thể, các đối tượng mua dung môi này về pha trộn với xăng A95 với tỷ lệ từ 30 đến 50% và cùng với một chất tạo vàng để sản xuất xăng A95 giả. Cách thứ hai là dùng dung môi trộn với tỷ lệ xăng nền A95 tỷ lệ nhỏ và chất kích ron, chất tạo màu xanh để tạo hợp chất xăng A95 giả. Một loại nữa là dùng 35% dung môi, 40% xăng nền A95 và còn lại là các chất kích ron tạo màu khác để sản xuất xăng E5 giả. Tất cả các phương thức này, các đối tượng đều sử dụng xăng nền để trộn với dung môi, chất kích ron tạo màu để sản xuất xăng giả. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến nay, các đối tượng đã chi hơn 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và các nguyên liệu pha chế xăng giả. Mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả. Vào chiều qua, ngày 6 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hạ Long phá chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gồm 25 người, trong đó có 4 phụ nữ, một người Việt Nam và 3 người Trung Quốc, thuê 6 phòng tại một chung cư để thực hiện hành vi tội phạm liên quan đến công nghệ cao. Nhiều thiết bị công nghệ nhập lậu đã được nhóm đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Được biết, nhóm đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28 tháng 5. Phần kết của chương trình thời sự tối nay, với các nữ tu tại mái ấm Tiến Tháp, tình yêu thương luôn là cốt lõi cho sự phát triển toàn diện của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng mai 8 tháng 6, Hội nghị giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Qua đó có sự tham gia của đại diện các tấm gương tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tấm gương của các sơ tại mái ấm Tiến Thác, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nơi gần 10 năm qua, hơn 100 đứa trẻ bị bỏ rơi đã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của các sơ. Đây là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mái ấm Tiến Thác, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc được xây dựng từ năm 2009. Với khởi đầu chỉ bằng hai em nhỏ mà sơ Nguyễn Thị Hường nhặt về được. Đến nay, mái ấm đã có 105 em từ sơ sinh cho đến 10 tuổi. Trong số đó, mái ấm đã hoàn tất thủ tục nhận con nuôi cho 3 em tại Việt Nam và 36 em ở nước ngoài. Hiện mái ấm đang nuôi dưỡng 68 em. Đến ngày 12 tháng 6 2009 là có một em bé họ bỏ chỗ cái nhà nuôi gà, rồi xong sơ nhìn thấy là sơ thương rồi sơ đưa về sơ nuôi. Tôi mong muốn là sơ cũng có một cái nguồn nào đó để không phải là ngồi chờ xung đột mà là mình sẽ lao động, rồi sau này các em lớn lên cũng sẽ lao động và làm việc để làm sao mà có cái nguồn sinh sống. Ở đây có 21 phòng, trong đó có 1 phòng ăn, 1 nhà bếp, 17 phòng cho các bé học, ngủ nghỉ và sinh hoạt. Các sơ luôn giúp và hướng các em hòa nhập với cộng đồng thông qua các hoạt động như cho những em lớn đi giao lưu văn nghệ với các mái ấm ở nhiều nơi, thường xuyên tổ chức cho các em đi khu vui chơi, hồ bơi. Tất cả các em của mái ấm đều được đến trường đầy đủ theo đúng chương trình học tập. Con tên là Gia Ân. Con ở đây với các bạn có vui không? Dạ có. Ở đây có ăn được nhiều món ngon không? Dạ có. Các sơ có thương con không? Dạ có. Ai đã từng đặt chân đến mái ấm Tiến Thác chắc không thể quên được hình ảnh vô tư và nụ cười hạnh phúc của các em. Chính vì vậy mà suốt gần 10 năm qua, mái ấm Tiến Thác vẫn luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của các cấp chính quyền và nhà hảo tâm gần xa. Cơ sở Tiến Thác là một cái cơ sở trong cái thời gian qua, trong công tác mà chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là một cơ sở thực hiện rất tốt
theo hết tất cả các cái quy định của nhà nước. Chúng ta thực hiện tốt các cái chính sách của đảng nhà nước. Cái thứ nhất là trợ giúp cho họ là cái về mà cái công tác mà cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em mà được nuôi dưỡng trong đó, vì nó đụng tới là cái sức khỏe cho các cháu. Cái thứ hai là cái chính sách miễn giảm về giáo dục. Đó, những các cháu đi học thì được thực hiện cái chính sách miễn giảm về giáo dục đối với theo đúng quy định của đảng nhà nước. Và đặc biệt là có những cái chương trình của các cái tổ chức phi chính phủ, của các cái nhà tài trợ trong nước và ngoài nước, thì chúng ta cũng ưu tiên cho những cái cơ sở mà nuôi trẻ. Có lẽ tuổi đã cao nên sơ Nguyễn Thị Hường không thể nhớ hết tên họ của các em, vì hầu hết đều đặt theo họ cha mẹ đỡ đầu. Vì vậy, sơ Hường chưa bao giờ quên tên gọi thân mật do chính mình đặt cho từng con, nào là Còi, là Muôn, là Nhí, vân vân. Cái tên Tín Thác ra đời với lòng tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Vậy mới thấy tình yêu thương luôn là cốt lõi cho sự phát triển toàn diện của xã hội. Và tin rằng với những tấm lòng của các nữ tu tại mái ấm Tín Thác là minh chứng cho việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh qua những việc làm đơn giản nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.